tôi mới phao đó thôi. Sầu bỏ ra lấy nè. Bỏ
mụn coi. Nướng nè. Hả? Nướng với nồi lẩu. Cái mùi rau vậy? Nướng rồi đó. Hồi mai kêu mầm sớm, ướp nó mới thấm. Đúng rồi. Nướng nó còn ăn thôi. Nó mình nó gửi giữa giữa máu ăn tốt luôn. Chèm nước mắm chẳng, nước nhiều tám nhiều. Vuông đó, đó, cục vuông á. Thôi được rồi.
coi. Này tại sao mấy cái cây vậy chưa bó đấy. Mm-hmm.
Sắp được rồi. Thank you.